hiện hiện nên biết nếu đại bồ tát nào có thể trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thì được các đức như lai ứng tránh đẳng giác ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong mười phương với các chúng bí xô vây quanh trước sau đang tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa và ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ xác tướng công đức của đại bồ tát này đó là công đức trần tịnh của sự an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa thiện hiện nên biết như ta ngày nay ngự giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho mọi người tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán các đại bồ tát như đại bồ tát bào tràng vân vân và các đại bồ tát với danh tự dòng họ sắc tướng công đức đang trụ vào bát nhã ba la mật đa sâu xa tỉnh tu phạm hạnh ở cõi phần bất động đó là công đức trần tịnh của sự an trú bát nhã ba la mật đa sâu xa tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác ở vô lượng vô số vô biên thế giới hiện tại trong mười phương tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng ở đó cũng có các đại bồ tát tịnh tu phạm hạnh không lìa bát nhã và làm mật đa. Các đức như lai ứng tránh Đằng, giác kia đều ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của đại bồ tát kia. Đó gọi là công đức chân tịnh không lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế tôn, khi tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác, tuyên thuyết bát nhã và làm mật đa sâu xa cho đại chúng, đều ở giữa đại chúng tự nhiên hoàn hỷ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của tất cả chúng đại Bồ Tát sao? Phật dạy, chẳng phải vậy. Chẳng phải khi các đức như lai ứng tránh đẳng giác tuyên thuyết bát nhã và làm mật đa sâu xa cho đại chúng, đều ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ, khen tán thán danh tử, dòng họ sắc tướng công đức của tất cả chúng Đại Bồ Tát. Hiện hiện nên biết có Đại Bồ Tát đã được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thực hành phương tiện thiện xào của bát nhã bà làm mật đa sâu xa đại bồ tát này được các đức như lai ứng tránh đẳng giác khi từ thuyết bát nhã bà làm mật đa sâu xa cho đại chúng ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị đó cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn có chúng đại bồ tát nào chưa được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà được như lai ứng tránh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã và làm mật đa sâu xa cho đại chúng, mà tự nhiên ở giữa chúng hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của đại chúng không? Phật dạy cũng có, nghĩa là có chúng Đại Bồ Tát tuy chưa được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng tu học phương tiện thiện xào của Bát Nhã và làm Mật Đa, thì Đại Bồ Tát này cũng được Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác khi tuyên thuyết Bát Nhã và làm Mật Đa sâu xa cho đại chúng. Tự nhiên hoan hỷ khen ngợi, tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị ấy giữa đại chúng. của thọ thiện hiện bạch Phật, Bạch Thế Tôn người được nói đến đó là Đại Bồ Tát nào? Phật bảo thiện hiện, có các chúng Đại Bồ Tát khi theo Phật bất động, làm Bồ Tát để học theo sự tu và sự thực hành, tu hành phương tiện thiện xào của Bát Nhã và Làm Mật Đa. Đại Bồ Tát này tuy chưa được bất thối truyền qua vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, nhưng được như lai ứng tránh đẳng giác, kỳ tuyển thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ xác tướng công đức của vị ấy giữa chúng lại có chúng đại bồ tát theo đại bồ tát bảo tràng vân vân để học theo sự tu sự thực hành tu hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa đại bồ tát này tuy chưa được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng vô đà nhưng được như lai ứng chánh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng tự nhiên hoan hỷ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị ấy giữa đại chúng lại nữa thiện hiện có hơn đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa ngày nơi tánh vô sanh của tất cả pháp tuy rất tin hiểu nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn tuy rất tin hiểu tánh của tất cả pháp hoàn toàn vắng lặng nhưng chưa được nhập vào địa vị bất thối chuyển nhưng đại bồ tát này đã trụ phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa nên cũng được như lai ứng tránh đẳng giác khi tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị ấy giữa đại chúng thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát nào được các đức như lai ứng tránh đẳng giác kỳ tuyên thuyết bát nhã bà la mật đa sâu xa cho đại chúng tự nhiên hoan hỉ khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức của vị ấy giữa đại chúng thì đại bồ tát này vượt qua địa vị của các thanh văn độc giác gần được thọ ký không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao vì đại bồ tát này tu hành phước tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa chắc chắn sẽ an trụ địa vị bất thối chuyển mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát nào nghe thuyết về nghĩa thú của bát nhã ba la mật đa sâu xa hết lòng tin hiểu không nghi ngờ không hoang mang chỉ nghĩ nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa như phật đã dạy tất nhiên quyết định không điên đảo đại bồ tát này nên nghĩ ta đối với nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa hết lòng tin hiểu chắc chắn rồi ngay nơi đây hoặc ở chỗ như lai ứng tránh đằng giác bất động và chỗ các đại bồ tát nghe tất cả bát nhã ba la mật đa đối với nghĩa thú sâu xa hết lòng tin hiểu tìm hiểu rồi siêng năng tu phạm hạnh sẽ được địa vị bất thối truyền trụ địa vị này rồi mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện nên biết nếu hướng đại bồ tát nào chỉ nghe ban nhã và làm mật đa sâu xa như vậy còn được vô biên công đức lợi ích thủ thắng Vốn là hết lòng tin hiểu và tu hành đúng như lời dạy, buộc niệm tư duy về nghĩa thú sâu xa, thì Đại Bồ Tát này an trụ chân như gần trí nhất thiết mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề sẽ tuyển thuyết pháp yếu cho các hữu tình. Bây giờ thiện hiện bạch Phật, bạch thấy tồn pháp nào lìa chân như thì không đắc được, vậy thì nói hết pháp nào an trụ chân như lại nói ai là người có thể gần trí nhất thiết mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề người nào sẽ vì người nào và thuyết pháp yếu nào phật bảo thiện hiện ông hỏi pháp nào lìa chân như không đắc được thì nói pháp nào an trụ chân như lại nói ai là người gần trí nhất thiết mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề người nào sẽ vì người nào và thuyết pháp nào đúng như vậy đúng như vậy như lời ông nói pháp lìa chân như hoàn toàn không thể đắc như thế thì làm sao có thể nói pháp trụ chân như thiện hiện chân như còn không thể đắc huống là có pháp trụ chân như và làm sao lại có người có thể gần trí nhất thiết mau chứng quả vị vị vô thượng tránh đẳng bồ đề và làm sao lại có người có thể vì người khác thuyết pháp thiện hiện nên biết chân như không thể tự trụ chân như vì trong đây hoàn toàn không có người trụ sự trụ nên chân như không thể gần trí nhất thiết vì trong đây hoàn toàn không có người gần và sự gần nên chân như không thể chứng đắc qua vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì trong đây hoàn toàn không có tánh sai biệt giữa người chứng đắc và sự chứng đắc chân như không thể vì người thuyết pháp vì trong đây hoàn toàn không có người thuyết sự thuyết vậy. Vì thuận theo thế tục nên nói có Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trần như gần trí nhất thiết, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và tuyên thuyết pháp yếu cho các hữu tình. Khi ấy trời đế thích bạch phận, Bạch Thế Tôn nghĩa thú bát nhã bà làm mật đa sâu xa rất khó tìm hiểu như vậy. Các đại Bồ Tát hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa, tuy biết các pháp đều bất khả đắc, nhưng vẫn cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn tuyên thuyết pháp yếu cho các hữu tình là việc làm rất khó. Vì sao? Vì nhất định không có pháp có thể trụ chân như cũng không có pháp có thể gần trí nhất thiết mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không có người có thể tuyên thuyết pháp yếu nhưng các bồ tát nghe việc như vậy mà tâm không chìm đắm không nghi không ngờ không tin không sợ cũng không hoang mang thì những việc như vậy thật là hiếm có khi ấy thiện hiện bảo trời đế thích này Kiều Thi Ca như lời ông nói, các chúng Bồ Tát nghe Pháp sâu xa, tâm không chìm đắm, không nghi ngờ, không kinh, không sợ, cũng không hoang mang, để cầu quả vị vô thượng tránh đằng Bồ Đà, muốn tuyên thuyết Pháp yếu cho các hữu tình, là việc làm rất khó, thật hiếm có. Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát, thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán các Pháp đều không, hoàn toàn không sở so hữu, thì ai chìm, ai đắm, ai nghi, ai ngờ, ai kinh, ai sợ, ai hoang mang. Thế nên việc này chưa phải là hiếm có, nhưng vì hữu tình ngu si điên đảo, chẳng thể thông đạt được các phép đều không, nên cầu Bồ Đề muốn tuyên thuyết phương tiện thiện xảo thì chẳng phải quá khó. Trời đấy thích thừa, tôn giả thiện hiện, những điều tôn giả nói ra đều y vào không, thế nên những lời nói ra thường không ngăn ngại, như có người lấy mũi tên, ngở mặt bắn lên hư không hoặc xa hoặc gần đều không ngăn ngại. Những lời tôn giả nói ra cũng như vậy, hoặc sâu hoặc cạn, tất cả đều y vào không. Trong sự việc ấy, ai có thể dám gây trở ngại? Khi ấy, trời đế thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn những gì con cùng tôn giả thiện hiện đã luận bàn là thuận thật ngữ, pháp ngữ của Như Lai, ngày nơi pháp tùy pháp là nói đúng phải không? Thế Tôn bảo trời đế thích những sự luận bàn của ông và thiện hiện đều thuận với thật ngữ pháp ngữ của Như Lai. Ngài nơi Pháp tùy Pháp là lời nói không điệt đảo. Vì sao? Kiểu thi ca thì cụ thọ thiện hiện có biện tài y vào không mà trình bày được. Vì sao? Vì cụ thọ thiện hiện quan sát thấy tất cả Pháp đều hoàn toàn không. Bát nhã bà làm mật đa sâu xa, còn chẳng đắc huống là có người thực hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật còn chẳng đắc, vốn là có người chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Trí nhất thiết còn chẳng đắc, hướng là có người chứng đắc trí nhất thiết, chân như còn chẳng đắc, vốn là có người đắc chân như thành như lai. Tánh vô sanh còn chẳng đắc, vướng là có người chứng đắc tánh vô sanh. Bồ đề còn chẳng đắc, vướng là có người chứng đắc bồ đề của Phật. Mười lực còn chẳng đắc, vốn là có người thành tựu mười lực bốn điều không sợ còn chẳng đắc vốn là có người thành tựu bốn điều không sợ các pháp còn chẳng đắc vốn là có người thuyết pháp vì sao này kiều thi ca vì cụ thọ thiện hiện đối với tất cả pháp trụ trụ viễn ly đối với tất cả pháp trụ trụ vô sở đắc quán tất cả pháp hoàn toàn không sự hành người hành vân vân đều bất khả đắc vậy kiều thi ca cụ thọ thiện hiện đối với tất cả pháp trụ trụ viễn ly trụ vô sở đắc so với hành trụ vi diệu của các chúng đại bồ tát đã trụ bát nhã ba la mật đa thì trăm phần không bằng một ngàn phần không bằng một trăm ngàn phần không bằng một cho đến vô số cực phần cũng không bằng một vì sao nể kiểu thi ca vì sự an trú vào hành vi diệu bát nhã ba la mật đa của các chúng đại bồ tát này đã trụ trừ sự an trụ của Như Lai đối với các trụ của các Bồ Tát Độc Giác và Thanh Văn khác là tối là thắng là tôn là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng vì vậy nên kiều thi ca những đại Bồ Tát nào muốn đối với tất cả hữu tình là tối là thắng là tôn là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng trong chúng thì phải trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Bà La Mật đa không được tạm rời bỏ